thầy Lê Thanh Trinh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Lập, huyện Dầu Tiến, đã có 26 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Từ một giáo viên mới vào nghề, trải qua một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đến nay thầy Trinh đã trở thành một cán bộ quản lý giỏi, được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh tín nhiệm. Ông là một tấm gương tiêu biểu về làm theo lời Bác, luôn tâm huyết với nghề. Để làm tốt vai trò người đứng đầu ở đơn vị, thầy Trinh quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, là tấm gương để mọi người phấn đấu làm theo. Từ khi được bầu làm bí thư chi bộ, thầy thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, lồng ghép việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của đảng gắn với thực tiễn cuộc sống. Thầy cũng rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành, luôn tạo điều kiện để các giáo viên trẻ phấn đấu vào đảng. Trong công tác quản lý, thầy luôn phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch. Những vấn đề quan trọng trước khi triển khai đều đưa ra ban giám hiệu, hội đồng nhà trường thảo luận để thống nhất thực hiện. Nhờ vậy nên trong suốt thời gian qua, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Thầy Trinh luôn ý thức rằng, để nâng cao chất lượng giáo dục, thì mỗi giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tụy với nghề, và nhất là tấm lòng yêu thương học sinh. Mặc dù không trực tiếp dạy lớp, nhưng thầy Trinh vẫn chịu khó sưu tầm tài liệu, cập nhật các văn bản có liên quan, làm cơ sở để chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, để nâng cao kiến thức chuyên môn. Thầy thường xuyên có mặt trong các buổi thao giảng dự giờ, khuyến khích giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký thi giáo viên giỏi. Đối với những giáo viên mới vào nghề chưa quen việc, thầy tận tình hướng dẫn để mọi người cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy trường Tiểu học An Lập thuộc địa bàn nông thôn, điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế, thu nhập và đời sống giáo viên còn khó khăn. Song, nhờ cách làm này mà phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường đã từng bước đi vào chiều sâu. Trong cái công việc hàng ngày thì mình phải là thực hiện cho nó gương mẫu, cho nó tốt và thực hiện cho nghiêm túc. Thì tất cả đảng viên, giáo viên sẽ coi đó là một cái việc làm đi đầu để mà từ đó tất cả các đảng viên, giáo viên chấp hành và thực hiện theo cái chỉ đạo của mình. Nhiều năm gắn bó với trường Tiểu học An Lập, thầy Trinh mong muốn xây dựng cảnh quan môi trường nơi đây ngày càng xanh, sạch, đẹp. Khẩu hiệu mỗi ngày đến trường là một ngày vui sẽ luôn tạo nguồn cảm hứng cho mỗi học sinh, để mỗi giáo viên có thêm động lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao, giảng dạy, học tập và các hoạt động phong trào. Đồng nghiệp luôn xem thầy Trinh như là người thầy, người anh đi trước, lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ mọi người. Thầy có một cái phong cách lãnh đạo vừa nghiêm nhưng mà lại vừa rất là thân thiện và gần gũi với các giáo viên trong trường. Trong cái quá trình mà công tác giảng dạy thì nếu như mà giáo viên nào mà có cái điều gì mà lấn cấn hay là gặp khó khăn thì thầy luôn luôn nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ kịp thời. Cũng như trong các cái hoạt động của nhà trường thì thầy rất là nhiệt tình và luôn luôn là tiên phong. Về các cái cuộc thi của học sinh thì thầy Trinh thường chỉ đạo các giáo viên có năng lực và nhiệt huyết để ôn luyện cho các em. Thầy có giám sát để theo dõi, rồi đánh giá nhận xét cái kế hoạch, triển khai kế hoạch của tháng sau, rồi rút kinh nghiệm cho những cái gì mà kế hoạch đợt trước mà không thành đạt để cho kế hoạch tháng sau vượt trội. Rồi từ đó là cái chỉ tiêu về mặt năng lực, về mặt phẩm chất. Đối với học sinh công tác giáo dục thì nhà trường ngày càng được nâng cao. Liên tiếp trong những năm gần đây, trường Tiểu học An Lập luôn được Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiến biểu dương, khen tặng về kết quả thực hiện các phong trào thi đua, thành tích giảng dạy và học tập. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của thầy Lê Thanh Trinh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Mới đây, Tỉnh ủy Bình Dương đã trao danh hiệu Đảng viên xuất sắc tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2023 nhằm ghi nhận những đóng góp của thầy Trinh về vai trò của người đảng viên trong sự nghiệp đổi mới.